Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền đạo Andriy Shevchenko mùa giải Icon. Sau phiên bản LN ra mắt cách đây chưa lâu, Andriy Shevchenko tiếp tục có thêm một phiên bản khác, đó là phiên bản Icon, một phiên bản mà các fan của anh rất mong chờ bởi nó có sự nâng cấp mạnh mẽ và toàn diện so với các phiên bản trước đây. Và đúng như kỳ vọng, màn trình diễn của Seva thật sự sẽ không làm cho các anh em phải cảm thấy thất vọng. Từ việc di chuyển, chọn vị trí đến việc săn bàn, Seva luôn biết cách làm nó một cách xuất sắc. Những tình huống chạy chỗ thoát người của tiền đạo người Ukraine sẽ là một hiểm họa thường trực cho hàng thủ của đối phương và sẽ thật phí phạm nếu anh em không sắm về đội một CAM có kỹ năng truyền bóng kiến tạo tốt. Nhưng xu hướng hoạt động của Seva là tương đối rộng và có phần lùi thấp, nên với những huấn luyện viên chưa từng chơi cụ tiền đạo của AC Milan trước đây, có lẽ sẽ cần thêm một chút thời gian để làm quen với anh. Về mặt dứt điểm, Seva sẽ thuộc team dễ chơi, dễ trúng thưởng, đặc biệt là những tình huống dứt điểm trong vòng cấm, với lực sút là cực tốt và độ hiểm hóc luôn là có thừa. Khả năng sút xa của Seva cũng rất khét, chỉ là cần nắn nót thêm một chút để đưa Seva vào một tư thế đủ chuẩn, khi đó bàn thắng sẽ tới như một lẽ tất yếu. Tương tự như phiên bản LN, Seva mùa này cũng sở hữu hai chân 5 năm và điều đó càng làm cho Seva mùa giải Icon thêm đáng sợ khi anh có thể sút tốt ở nhiều góc độ khác nhau. Khả năng không chiến của Seva cũng rất ổn áp, mỗi khi có thời cơ, anh thường lái quả bóng đi với những góc mà GK khó có thể với tới. Chỉ có một chút vấn đề là mình cảm thấy Seva không quá chủ động trong việc chạy chỗ đón những quả tạt. Còn một khi đã có sẵn một vị trí đủ tốt, anh hoàn toàn có thể điền tên mình lên bảng điện tử bằng những tình huống đánh đầu. Như đã nói ở trên, Seva có xu hướng hoạt động rộng và lùi hơi thấp, nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng tích cực di chuyển lên phía trên. Và với việc sở hữu một nền tảng tốc độ tốt, những tình huống xâm nhập vòng cấm hay những tình huống phản công nhanh sẽ là một điểm mạnh khác của cầu thủ Chelsea. Khả năng rê dắt, xử lý bóng của Seva cũng đã được nâng cấp thêm đôi chút so với phiên bản LN, không chỉ để giúp cho anh có thể qua người mà còn giúp cho Seva có thể nhanh chóng bẻ hướng để tự đặt mình một tư thế dứt điểm thuận lợi để tăng thêm tính sát thương cho cú ra chân sau đó. Điều này sẽ rất quan trọng khi đối diện với hàng thủ đông người. Sở hữu chiều cao 1m83, nặng 72kg, cùng chỉ số sức mạnh 107, thăng bằng 113 ở mức thể cộng 3. In-game, khả năng tranh chấp của Seva theo mình là ở mức trung bình khá. Anh không phải quá khỏe cho tình huống so vai với CB, nhưng cũng không đến mức quá yếu để dễ bị đẩy. Nhìn chung, cầu thủ người Ukraine sẽ trụ được một chút. Tuy nhiên, anh tương đối dễ bị tác động từ phía sau, khiến cho những pha sút bóng có thể không được như ý. Mặc dù vậy, ở những tình huống đè C, chủ động che bóng, mình cảm thấy anh che bóng khá vững và đối phương sẽ không dễ để tiếp cận quả bóng trong những tình huống như thế. Về mặt truyền trọt, cũng là một điểm nâng cấp đáng chú ý của Seva. Khi chơi Seva ở các mùa giải trước, mình vẫn hay bị lỡ nhịp bởi một đường truyền không đủ tốt của Seva, nhưng với phiên bản Icon, hiện tượng đó đã giảm đi đáng kể. Điểm hạn chế ở mùa này là nên tránh để Seva ban bật một chạm, nhất là trong những tình huống có đông hậu vệ. Dù không nhiều, nhưng đâu đó vẫn có những sai số. Còn ở những pha lên bóng thông thoáng hơn, anh em hoàn toàn có thể dùng Seva truyền một chạm luôn cũng được. Nhưng tối ưu nhất vẫn là nên để anh xử lý ít nhất một nhịp rồi mới truyền bóng đi, sẽ cho ra những đường truyền có độ chuẩn xác cao và cực kỳ hợp lý. Nhìn chung, mình rất hài lòng với kỹ năng truyền bóng của một tiền đạo như Seva ở phiên bản lần này. Tổng kết lại, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là phiên bản tốt nhất của Seva ở thời điểm hiện tại. Với những anh em đang chơi Seva ở các mùa giải khác, nếu có tiềm lực, hãy nâng cấp lên phiên bản Icon này. Còn nếu có hạn chế về tài chính, phiên bản LN sẽ là một giải pháp kinh tế hơn dành cho anh em. Và đó là bài review của mình về Andriy Shevchenko mùa giải Icon. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.